Chào mừng toàn thể quý anh chị các bạn. Chào mừng tất cả quý anh chị các bạn, anh chị và các bạn trở lại kênh của em Quang Minh Auto. Rất tuyệt vời, ngày hôm nay Quang Minh Auto lại trân trọng gửi đến toàn thể quý vị anh chị và các bạn một dàn hoán tải, một cơn bão hoán tải đang cập nhập bên Quang Minh. Trước mặt anh màn hình thì anh gọi anh chị quý vị các bạn cũng có thể nhận ra một dàn hoán tải được Quang Minh mới cập nhập. Bên Quang Minh các mẫu hoán tải được cập nhật liên tục bởi vì bên Quang Minh thì có rất nhiều xe được cập nhật và cũng được xuất đi rất là nhanh. Nên là anh chị em nào có nhu cầu xem về các mẫu hoán tải thì hãy xem kênh của Quang Minh và xem mẫu nào phù hợp thì hãy nhanh tay có thể đến xem xe và gạch sớm nhé. Đấy, anh em có thấy là các mẫu hoán tải của Quang Minh thì đi về liên tục. Anh em trong cái báo giá lần trước thì anh em có thấy là rất nhiều chiếc xe đã được theo chồng về, đã được các bác cưới rồi. Còn hiện tại thì một số mẫu đang được cập nhật thì Quang Minh sẽ lên sóng ngay để anh em cùng xem nhé. Anh chị em xem video của Quang Minh lần đầu thì hãy nhớ like, subscribe của Quang Minh, ấn vào nút chuông thông báo để khi mà có các video của mình cập nhật upload lên kênh thì anh em sẽ được xem và tham khảo. Xem mẫu nào phù hợp thì anh em hãy cân nhắc và quyết định nhé. Quyết định hãy là người quyết định sáng suốt, bởi vì thực sự là nói chia sẻ với anh em là những mẫu xe đẹp thì sẽ tìm được chủ nhân rất là nhanh. Anh em có thể nhận ra trên màn hình là một hai siêu phẩm, hai ông vua bán tải, hai mẫu oai trách sản xuất 2017 và đăng ký 2018, mà Quang Minh đã có một cái video review riêng hai chiếc này rồi. Tuy nhiên trong cái báo giá lần này thì Quang Minh sẽ báo giá luôn với anh em và sẽ để lên sóng hai chiếc một dàn bán tải này luôn và để anh em cùng xem. Một hai chiếc oai trách sản xuất 2017, một chiếc màu cam và một chiếc màu trắng. Động cơ 3.2, hộp số tự động 6 cấp. Những dòng ngoài chắc này thì anh em có thể biết là nó đang là đa năng hữu dụng và nó tối ưu hóa cũng như là nhiều chức năng tuyệt đối ưu việt thì anh em có thể thấy rồi. Cũng báo giá luôn với anh em là hai chiếc này đang được bán là đồng giá một cặp song sinh, người anh em hai người anh em sản xuất 2007 của hãng Ford. Hai chiếc này đang được chào bán với giá là 765 triệu đồng thôi. Đấy, vậy thì anh em nào cảm giác đúng chân vừa ý, phù hợp mẫu xe này thì hãy điện thoại cho Quang Minh sớm nhé. Số điện thoại của Quang Minh vẫn là 0935199868 và địa chỉ của Quang Minh vẫn ở thành phố Mỹ, tỉnh Quảng Ninh em nhé. Rất là tuyệt vời. Quang Minh rất là vui khi được giới thiệu hai mẫu xe này đến toàn thể anh nhé. Rất là chất. Tiếp đó thì giới thiệu anh em là một phiên bản XLS, Ford Ranger XLS sản xuất năm 2017, số tự động 2, một cầu, động cơ 2.2. Chiếc xe này cũng rất là zin và đẹp, rất là chất cho anh em. Một mẫu xe phải nói là rất là ok, đã được độ cái đa đang trước cản trước, anh em thấy là nhìn nó rất là sport, khỏe khoắn. Chiếc này đang được chào bán với giá rất hợp lý, chỉ có là trên 500 triệu đồng thôi. Thì anh em đã có cơ hội sở chiếc này thì là cực kỳ yên tâm và rất là tuyệt vời với một mẫu xe gần như là zin, đẹp lắm anh em ạ. Tiếp theo thì con mình sẽ giới thiệu đấy cho anh em một cái mẫu xe Mazda BT50, số sàn, nhiều xe, sản xuất 2014, số sàn, hai cầu, mang màu bạc anh em ạ, rất là đẹp. Chiếc này thì đang được chào bán với anh em là giá rất là hợp lý, chỉ có là 405 triệu đồng thôi. Anh em đã được sở hữu chiếc này thì cực kỳ yên tâm, rất ok. Kế bên cạnh là một anh bạn Ford Hi-Trách sản xuất 2014, số màu cam, số tự động 2 cầu, rất là ok. Form dáng của chiếc xe này là vẫn là form cũ anh em ạ, nó là chưa lên form mới. Tuy nhiên thì nó vẫn khỏe khoắn và nhìn rất là chắc chắn. Chiếc này được đang chào bán với giá là 95 triệu. Tiếp theo là một anh em có thể một chiếc xe Isuzu D-Max sản xuất 2009, động cơ 3.0, số sàn, hai cầu, rất là chất với giá 275 triệu. Chiếc xe này rất ok anh em nhé, cho anh em đi chở vật liệu hay là chở hàng rất là ok. Kế bên cạnh là một chiếc xe Mazda BT50 màu bạc sản xuất 2015, số
tự động, một cầu, rất là chất. Và mình đã có cái video review chiếc này riêng biệt rồi. Chiếc này đang được chào bán với giá là 455 triệu đồng thôi anh em ạ. Rất là chất cho anh em mà yêu cái thương hiệu Mazda. Ở đây anh em có thể nhận ra là một chiếc Mazda màu rất là đẹp. Chiếc này đang được chào bán với giá là 485 triệu đồng. Số tự động 2 cầu, động cơ 3.2, máy dầu, rất là chất. Với giá là chỉ là 485 triệu đồng. Rất là ok. Mặt đà mang một phòng cát rất là đẹp. Kế bên cạnh là một chiếc xe Ford Ranger XLS sản xuất 2017, đăng ký lần đầu 2018, mang màu vàng cát, cũng rất là đẹp. Chiếc này gần như nguyên zin anh em ạ, zin tuyệt đối, gần như mới kính con. Chiếc này đang chào bán với giá là 495 triệu đồng thôi. Đấy, anh em xem tham khảo muốn làm phù hợp thì hãy liên hệ cho mình nhé. Đấy, rất là chất, phải nói là một mẫu xe rất xứng đáng với cửa tiền chỉ có sát 300 triệu. Kế bên cạnh thì là một chiếc Ford Ranger XLT sản xuất 2014, số sàn 2 cầu, động cơ 2.2, máy dầu. Chiếc này được chào bán với giá là 445 triệu. Có thể là sẽ hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em và bớt chút thuốc lá cũng như là một chút cho anh em nhiệt tình. Kế bên cạnh là một chiếc Corolla khoảng Chevrolet sản xuất 2016, mang màu đen huyền bí. Chiếc này đang được chào bán với giá là 435 triệu đồng thôi. Rất là đẹp anh em ạ. Tiếp theo là một chiếc Ford Everest sản xuất 2018, bản tiêu chuẩn rất nguyên zin, bây giờ bán là trên 800 triệu anh em nhé. Chiếc này gần như là zin kinh con, rất là mới, rất là đẹp. Anh em sở hữu chiếc xe này đi rất là ok. Ford Everest kỳ chất, mang màu trắng tinh khôi, rất là đẹp. Tiếp theo là chiếc Mazda BT50 màu bạc sản xuất 2015, sản xuất 2015, giá bán là 428 triệu, số sàn 2 cầu, rất là ok. Vâng, vừa rồi thì Quang Minh đã báo giá tổng hợp một loạt các mẫu xe đang có mặt bên cửa hàng bên Quang Minh. Vậy thì anh em nào đúng chân vừa ý phù hợp mẫu xe nào thì hãy điện thoại Quang Minh sớm nhé để được xem xe và được tư vấn. Rất cảm ơn anh em thời gian qua đã tin tưởng theo dõi kênh của Quang Minh, cũng là động lực để Quang Minh ngày càng đưa các video chất lượng và các mẫu xe đẹp để phục vụ anh chị quý vị các bạn. Rất là đẹp anh em ạ, một dàn mã tải của mình rất là chất cho anh em lựa chọn, rất là ok. Xe bên Quang Minh thì đã được tuyển lựa rất là kỹ nên anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng, phục anh em một cách tốt nhất có thể. Rất là ok. Các mẫu tải đấy anh biết là sự đa năng hữu dụng và cái sự ưu việt của thứ nhất là các cung đường trường địa hình và anh em có tải thì cực kỳ ok. Chân thành cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại quý vị và chị các bạn ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.